Trưa ngày 16 tháng 6, ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng, Bắc Giang, cho biết Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tổng số tiền 105 triệu đồng đối với 7 người về hành vi tụ tập uống bia, xem đá bóng cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong khi huyện Yên Dũng đang phải cách ly xã hội. 7 người bị xử phạt gồm ông Lương Văn Mạnh, 51 tuổi, trú thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Trần Văn Quỳnh, 30 tuổi, trú xã Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang và Vi Văn Cương, 25 tuổi, Vi Văn Bảy, 28 tuổi, Lò Thị Tích, 29 tuổi, Lò Thị Tiến, 22 tuổi, Lò Thị Hợp, 23 tuổi, cùng quê huyện Mường La, Sơn La. Đêm ngày 11 tháng 6 diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 nên, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng đã cho tuyên truyền, phát loa đề nghị người dân tuân thủ việc cách ly xã hội, xem đá bóng song song với an toàn chống dịch, đồng thời đề nghị các xã thành lập tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình địa bàn thời điểm diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, đêm ngày 11 tháng 6, bất chấp quy định, ông Mạnh đã mang bia từ nhà riêng vào khu trọ của gia đình tụ tập với 6 người kể trên, là công nhân thuê trọ của ông Mạnh để uống bia, xem đá bóng. Ông Mạnh và nhóm công nhân cho biết đã nắm được việc địa phương đang thực hiện cách ly xã hội, nghiêm cấm tập trung đông người nhưng vẫn vi phạm.